Chợ Hoa Xuân tại bến Ninh Kiều nằm trên đường Hai Bà Trưng với chiều dài hơn 1 km. Theo đó, các nhà vườn bắt đầu buôn bán hoa kiểng từ ngày 11 âm lịch tháng Chạp cho đến Tết. Nhiều tiểu thương đến từ các tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long vận chuyển tấp nập hàng trăm loại hoa kiểng như hoa lan, mai kiểng, cúc mâm xôi lần lượt đổ về làm cho chợ hoa kiểng bến Ninh Kiều trở nên sôi động. Năm nay, ngoài các loại hoa kiểng truyền thống thì các giống mai kiểng Đại Lộc, Tám Cánh và kiểng Sứ Thái ghép nhiều màu sắc cũng được khá nhiều người lựa chọn. Tình hình mai kiểng năm nay thì theo nhà vườn chúng tôi á, thì bị ảnh hưởng cái đợt mưa kỳ rồi đó, bông thì nó chỗ cũng khoảng 30%, còn 70 chứ không được 100% như các năm trước. Rồi những cái cây mà nó cũng còn số đạt, cũng hy vọng ra chợ Tết bà con ủng hộ mà cho nhà vườn chúng tôi. Theo các tiểu thương cho biết, từ ngày này trở đi, hoa kiểng sẽ được tiếp tục vận chuyển về ngày càng nhiều để phục vụ nhu cầu mua sắm chưng Tết cho người dân. Và thời điểm sức mua cao nhất là khoảng từ 23 Tết trở đi. Được biết, giá cả năm nay sẽ có phần cao hơn so với năm ngoái từ 10 đến 20 nghìn đồng một chậu hoa kiểng.